Bí mật loài cây độc khiến cá chết trắng ở Quảng Trị. Dùng độc dược từ cây độc, mức tàn sát có thể gấp trăm lần trải lưới. Lá ngón độc với người thế nào thì thàn mát độc với cá cũng như vậy. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Công an huyện Hướng Hóa, Công an xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định 9 đối tượng có liên quan tới việc hơn 30kg cá chết trắng ở khu vực suối Tân Trung. Theo lời khai của các đối tượng này, vào ngày 13 tháng 5, họ tới con suối rồi lấy khoảng 5kg hạt than mát và được xay nhỏ pha với nước, đổ trực tiếp dọc bờ suối. Sau khoảng 30 phút, các loại cá bắt đầu nổi lên mặt nước lờ đờ. Các đối tượng này đã bắt được 20kg cá và bán được với giá 1,1 triệu đồng. Sau đó, cá tiếp tục nổi lên, chết phơi bụng nên người dân cạnh đó nhặt về cho gia súc ăn và báo với chính quyền. Vậy, hoạt động này có gì mà khiến cá chết trắng? Theo những tài liệu, những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, cây thàn mát, hột mát, cây sa thuộc nhóm cánh bướm, và cây thàn mát là một loại cây to, cao từ 8 cho đến 24 mét, lá kép lông chim gồm 5 đến 7 hoặc 9 lá chét, mọc đối phiến lá chét dai, nhẵn dài 7 đến 11 cm, rộng 3 đến 4 mét, cuống trung dài từ 9 đến 12 mét, cuống lá chét dài từ 6 đến 7 mm. Cụm hoa mọc thành chùm ở kẽ lá và ở đầu cành, hoa màu hồng hoặc là tím nhạt, quả giáp dài 6 cm, rộng 3,5 cm, không cuống, dày 1,5 cho đến 12 mm, mỗi quả có một hạt, hạt hình trứng dài 16 mm và rộng 14 mm, dài 8 đến 10 mm, màu đỏ nâu bóng. Cây mọc hoang tại miền rừng núi Việt Nam nhưng nhiều hay được sử dụng tại miền Nam Trung Bộ hoặc là Nam Bộ. Theo nghiên cứu, những năm 1940, trong thàn mát có một số chất dầu và các chất gồm một số nhựa có độc tính đối với cá. Khi ép vu chai, tán hột bột mát cho vào nước thì có nuôi cá thì thấy những con cá này có một thời kích thích ngắn, sau đó đến thời kích thích xay dài hay là ngắn tùy theo cá to hoặc nhỏ, cuối cùng thì cá chết. Chất độc này tập trung trong lá và không có ở trong vỏ hạt. Lợi dụng tính chất này, người ta từng dùng hạt thàn mát để ruốc cá hoặc dùng những cái cây có độc, chủ yếu là cây rừng, thả xuống nước để cá chết rồi bắt cá về. Tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2003, ngư dân sinh sống tại hồ Thác Bà dùng rất nhiều thàn mát để ruốc cá. Người dân ở đây cho rằng khi dùng những độc dược này thì mức tàn sát có thể gấp trăm lần trái lưới, lá ngón độc với người như nào thì thàn mát độc với cá như vậy. Lợi dụng độc tính này, người ta còn dùng thàn mát để làm thuốc trừ sâu, tuy nhiên không nên lạm dụng như ở trường hợp Quảng Trị, Yên Bái bởi vì sẽ khiến tận diệt và tác động xấu tới môi trường. Lá ngón xào tỏi, đặc sản đáng sợ run rẩy khi ăn thử. Từ muôn đời nay, ai cũng biết lá ngón là một thứ cực độc. Ấy thế nhưng ở Mường So, Lai Châu, người ta lại trồng lá ngón ngay trong vườn nhà để dùng làm một món ăn khoái khẩu, thậm chí là đặc sản không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Nếu có may mắn được tham gia vào phiên chợ vùng cao, du khách có thể dễ dàng bắt gặp được lá ngón được bày bán như rau ở những khu chợ dưới miền xuôi. Nói đến lá ngón, không ít người dùng mình bởi sự độc hại của nó, bởi chỉ cần ăn 3 lá ngón cũng đủ để chất độc ngấm vào cơ thể và tử vong sau vài phút. Nhưng với người Thái Trắng ở xã Mường So, món lá ngón xào tỏi được coi là tuyệt ẩm. Theo những lời của những người già ở đây, cây lá ngón không độc được phát hiện từ rất lâu, loại lá này nấu lên rất ngon và có mùi thơm đặc biệt, nên nhà này truyền tai nhà khác kéo nhau vào rừng lại hái lá ngón. Về sau, người dân lấy thân cây lá ngón về trồng tại vườn và để ăn dần đãi khách địa phương xa, coi như một thứ đặc sản, không đụng hàng với bất kỳ nơi đâu.
Cây đó ngón không độc gắn liền với chuyện tình của một đôi trai gái người Thái trắng trong bản. Họ yêu nhau từ những buổi đi phát cỏ trên mương, nhưng tiếc thay, tình cảm ấy không được bố mẹ cô gái chấp thuận và chỉ trích chàng trai nghèo mồ côi thậm tệ. Quá bế tắc, hai con người này quyết định tìm đến lá ngón để được thề sống nguyện chết bên nhau. Họ nắm tay nhau rồi cùng cho nắm lá ngón hái được ở trên quả đồi, bên kia mừng so vào miệng. Nhưng kỳ lạ thay, khi nhai thứ lá ấy, họ không cảm nhận được bất kỳ biểu hiện gì của cái chết, chỉ có một mùi vị rất lạ, thoang thoảng ngái và chan chát hơi cổ họng. Kể từ đó, dân bản ở mường so bắt đầu biết đến loại lá này và ăn không chết, ngược lại rất ngon. Câu chuyện về đôi trai gái được người nọ truyền tai đến người kia rồi biến thể thành cái kết rất khác nhau. Khi đem so sánh hai loại lá ngón với nhau, dân làng thấy cây lá ngón ăn được cũng có thân leo giống hình cây lá ngón độc, nhưng lá tròn và ngắn hơn, lá bàn to như bàn tay. Thêm nữa, cây lá ngón độc nở hoa trong khoảng thời gian từ 6 đến tháng 10. Còn cây lá ngón ăn được lại nở hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Người Thái trắng ở Mường So dùng lá và hoa của cây này để luộc, nấu canh, làm các món xào thay rau rừng. Món ăn này dần trở nên phổ biến và quen thuộc trong những bữa mâm cơm của người dân bản, đặc biệt mâm cỗ ngày Tết của họ không có món lá ngón thì được coi là không đầy đủ và trọn vẹn. Thực khách lần đầu ngồi trước đĩa lá ngón không tránh khỏi cảm giác rờn rợn, chần chừ không muốn gắp. Nhưng khi đã được làm ấm bởi những chén rượu ngô cay nồng, miếng lá ngón xào lại trở thành những thứ đưa đẩy khiến mâm cơm có sức cuốn hút kỳ lạ. Thật khó để diễn tả được vị ngon của nó. Lá ngón có mùi vị ngọt bùi như rau rừng và lại thơm và ngọt hơn. Nếu dùng lá ngón để gói thịt chua thì rất hợp và dậy mùi. Giá của một bó lá ngón là 4.000 đồng, nấu canh được 2 bữa và xào thì đầy một đĩa to. Người dân cứ hái lá ngón đem ra chợ bán, bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Nhiều hôm có nhiều người đến tận nhà hỏi mua bằng được. Người Thái ở Mường So bảo nhau rằng lá ngón không độc, còn có tác dụng chữa các bệnh gan nhiễm mỡ hay là cả ung thư gan. Trong lễ hội Kin Lầu Khẩu Mẩu, lễ hội ẩm thực của người Thái Mường So ngày xuân thì chắc chắn phải có lá ngón. Đây là dịp người dân tạ ơn thần linh, ông bà tổ tiên đã ban phúc cho một mùa vụ bội thu. Không chỉ nổi tiếng với món lá ngón ăn được, Mường So còn nước danh với miền gái đẹp. Không ít khách phương xa đến đây đã không thể cầm lòng với vẻ đẹp của những bông hoa rừng hoang sơ toát lên từ các thiếu nữ Thái ở vùng này. Cây trúc đào đẹp nhưng rất độc. Chỉ ăn phải từ 10 đến 20 lá trúc đào thì người lớn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, và chỉ ăn một lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em. Hiện nay, trong các khuôn viên và nhiều cơ quan đang có khuynh hướng trồng cây có hoa đẹp để làm cảnh. Trong số đó, cây được lựa chọn có loại hoa tí rất đẹp, thậm chí còn có giá trị về y học nhưng lại cũng rất độc. Một trong những loài cây nên kể đến đầu tiên đó là cây trúc đào. Cây trúc đào là loài cây có trên 400 loài cây xuất hiện trên khắp thế giới, phát triển rất tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới, ấm áp, cũng có sức chịu hạn và xương giá rất tốt. Hoa của trúc đào có dáng đẹp, rất là sặc sỡ, có nhiều màu như là màu trắng, màu hồng nhạt, hồng đậm hay hơi đỏ cam, màu tía, hoa đơn và hoa kép. Trong đó là loài hoa màu hồng phổ biến nhất, hoa có mùi thơm nhẹ. Chính vì vậy, những lý do nói cây trúc đào là cây được ưa chuộng để trồng làm cảnh. Ngoài việc cho hoa đẹp, trúc đào còn có những giá trị khác có lợi ích cho y học, chẳng hạn như lá trúc đào có thể chiết xuất được glycoside và chất nerioline được dùng làm thuốc trợ tim, chữa suy tim, khó thở và chữa phù do suy tim. So với digitalin hay là dioxin, nerioline có những ưu điểm là không bị phá hủy bởi men của dịch tiêu hóa, đào thải rất nhanh và không gây tích lũy. Tuy nhiên, khi được sử dụng làm cây cảnh thì cần phải hết sức cẩn trọng, bởi trúc đào là một trong những loài thực vật có chứa nhiều hợp chất độc và có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Độc tố của cây trúc đào rất cao và có thể
có nhiều thông báo cho thấy một số trường hợp chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng đã đủ gây tử vong. Đáng kể nhất trong số các chất độc có trong cây trúc đào là oleandrin và nigrin, đều là các glycoside tim mạch. Hai chất này có trong toàn bộ các bộ phận của loài cây nhưng tập trung chủ yếu ở trong nhựa cây. Vỏ của cây chứa rosarenin có tác động tương tự như là stinin. Toàn cây có nhựa và màu trắng sữa là chất rất độc và đều có những phản ứng có hại cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần ăn từ 10 đến 20 lá trúc đào, người lớn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng và chỉ cần một lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em. Nhiều lính ở vùng đảo Cos, Pháp bị chết do ăn thịt nướng với que xiên lấy từ cành cây trúc đào và nhiều người khác bị ngộ độc do uống nước có nút chai làm từ cây trúc đào hoặc là uống nước suối chảy qua khu vực có nhiều cây trúc đào mọc. Theo thống kê, Hoa Kỳ chỉ trong năm 2002 đã có 847 trường hợp bị ngộ độc có liên quan đến trúc đào. Triệu chứng ngộ độc trúc đào. Nếu ngộ độc trúc đào thì có biểu hiện và những triệu chứng sau: trên hệ tiêu hóa, buồn nôn, buồn mửa, tiết nhiều nước bọt và các tổn thương ở vùng bụng, tiêu chảy và có thể lẫn máu. Trên tim mạch, loạn nhịp tim, đầu tiên nhịp nhanh và sau đó chậm dưới mức bình thường rồi loạn nhịp. Các chất độc từ cây trúc đào bị nhiễm vào cơ thể còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm da tái xanh và lạnh. Nạn nhân đờ đẫn, run rẩy chân tay và các cơ, tai biến mạch máu, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong. Nhựa của cây trúc đào dính vào da còn gây viêm tấy và bỏng rát sưng đỏ. Dính vào mắt thì có thể bị gây loét giác mạc và nếu bị nặng có thể dẫn đến mù mắt. Vì những lý do trên, rất cẩn trọng khiến khi đưa trẻ đi chơi ở công viên có trồng cây trúc đào, tránh không để trẻ hái hoa hay là bẻ cành để chơi, không nên sử dụng cây trúc đào để làm cây cảnh ở nhà. Xử lý khi ngộ độc trúc đào. Ngộ độc do độc chất từ trúc đào xảy ra rất nhanh nên cấp cứu ngay lập tức, đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, kích thích gây nôn và rửa ruột bằng những biện pháp bảo vệ cần thiết và làm giảm sự hấp thụ của các hợp chất có độc, uống than hoạt tính để có thể được chỉ định trong trường hợp này. Ngoài ra có thể cho uống nước sắc, cam thảo, bắc để giải độc và uống nước chè vì trong nước chè có chứa tannin có thể làm kết tủa chất độc và hạn chế sự hấp thu vào đường ruột. Cách chăm sóc y tế làm theo là cần thiết, phụ thuộc vào những mức độ trầm trọng và sự ngộ độc và các triệu chứng. Nếu dính vào da hoặc mắt phải rửa mạnh dưới vòi nước để có thể tẩy sạch độc tố.